Trường Hải Quốc nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai. Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, số lượng 53.600.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng, giá khởi điểm 20.000 đồng, tổ chức thuyết trình cơ hội đầu tư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phát đơn cung cấp thông tin nộp đơn và đặt cọc từ 8 giờ ngày 8 đến 10 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2008, phiếu tham dự đấu giá nộp chậm nhất vào 15 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2008, tổ chức đấu giá 8 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2008 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, xem chi tiết trên các báo và đại lý chứng khoán trên toàn quốc. Michael Porter, cha đẻ chiến lược cạnh tranh, người được cho là nhà tư tưởng chiến lược vĩ đại của thời đại, đã đến Việt Nam vào ngày 1 tháng 12 năm 2008 để chủ trì hội thảo quốc tế về kinh tế và kinh doanh theo lời mời của Học viện Giám đốc Pay. Hội thảo quy tụ khoảng 1.000 người tham dự là các doanh nhân hàng đầu, những nhà hoạch định chính sách vĩ mô, những nhà lãnh đạo cấp tỉnh, thành, các học giả, các nhà nghiên cứu kinh tế từ các quốc gia trong khu vực và châu lục. Hội thảo bàn luận về những vấn đề của cạnh tranh toàn cầu, cạnh tranh châu lục và cạnh tranh khu vực hiện nay. Đặc biệt, trong phần lợi thế của Việt Nam, người tham dự sẽ được nghe những kiến giải sâu sắc của Michael Porter về những xu hướng trong nền kinh tế thế giới, bản chất thay đổi của cạnh tranh quốc tế, cũng như những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, từng địa phương và của quốc gia trong bối cảnh mới này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Người đương thời. Thưa quý vị và các bạn, có một người mà những công trình của ông cũng như là những công việc mà ông đã thực hiện trong cuộc đời của mình đã đóng góp rất nhiều vào sự thịnh vượng của nhiều nước cũng như là nhiều công ty và nhiều người trên toàn thế giới, và trong đó có cả Việt Nam nữa. Ông được coi là một trong 50 bộ óc vĩ đại của thế giới và là cha đẻ của lý thuyết về chiến lược hiện đại. Ông chính là giáo sư của trường học Harvard, ông Michael Porter đã đến Việt Nam và ngày hôm nay có mặt trong chương trình Người đương thời. Xin chào mừng ông đến với chương trình Người đương thời của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi cũng rất vui mừng có mặt tại đây ngày hôm nay. Năm 2005, Michael Porter đứng đầu trong danh sách 50 bộ óc quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới. Michael Porter cũng đã được nhận định là một trong những giáo sư lỗi lạc nhất trong lịch sử của Harvard. Những tác phẩm kinh điển của ông như Chiến lược cạnh tranh, Lợi thế cạnh tranh, Lợi thế cạnh tranh quốc gia đã trở thành những sách gối đầu giường của giới kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô trên khắp thế giới. Ông còn là người chủ trì bản báo cáo xếp hạng thường niên về năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của hơn 120 quốc gia. Tôi nghe nói rằng có phải là hồi trẻ ông ấy là một người chơi golf rất cừ phải không ạ? Đúng thế, lúc còn trẻ tôi rất là thích đánh golf. Tôi chơi golf cũng khá tốt nhưng mà đến khi nào có nhiều công việc quá tôi không còn thời gian để chơi nữa. Tôi được biết ông đã từng là thành viên đánh golf có tiếng ở Mỹ, ở trong một đội tuyển có tên là NCAA Golf American Team vào năm 1968. Đúng vậy, hồi còn là sinh viên thì tôi chơi khá hơn các thành viên khác. Mức độ handicap của tôi là không handicap, có nghĩa là rất là giỏi. Nhưng hiện giờ thì chắc không còn như vậy ở đâu. Vâng, và để bắt đầu chương trình của chúng ta thì tôi đề nghị ông đánh thử một quả golf được không ạ? Ok, được thôi. Vâng, đây có hai cái gậy thì ông sẽ ông lấy lệnh nào? Có lẽ là tôi sẽ dùng gậy đẩy xem nào. Ông thấy khoảng cách như thế này được không ạ? Có cần xa hơn không? Tôi bắt đầu được không? Rồi, để xem thế nào. Để thử một trái nào. Ôi, trượt rồi. Vâng, xin mời ông bắt đầu một trái nữa. Một lần nữa nhá. Cái này hơi khó đấy. Lại không vào rồi. Để tôi thử lần nữa, tôi đến gần hơn. Rồi. Vâng, 1, 2, 3. Lại trượt rồi. Như thế này, banh không thể đi thẳng mà phải đi theo đường cong. Vâng, được rồi. Thế này. Được rồi, quả bóng đằng nào cũng vào lỗ rồi. Và thôi để cho mọi người sẽ quay cảnh này. Nào các bạn hãy quay cái cảnh đấy đi, đằng nào thì quả bóng cũng vào lỗ rồi. Vâng, tôi muốn các bạn quay phim quay cảnh là quả bóng ở trong lỗ cũng như là ông đã đánh được quả bóng. Tôi thấy làm nhà kinh tế học thì dễ hơn chơi golf đấy. Vâng, có lẽ là như vậy. Ông vừa bảo là làm kinh tế, là một nhà kinh tế học thì dễ hơn chơi golf. Vậy thì không biết là trong chơi golf thì có một cái chiến lược gì không ạ? Thực ra thì có rất là nhiều chiến lược trong chơi golf. Và bạn cần biết là những loại lỗi nào cần tránh này, lỗi nào cần phải chấp nhận. Ví dụ như là khi bạn nhìn vào thảm cỏ và có nhiều điểm không thuận lợi ở bên trái thì bạn cần chọn đánh banh ở phía bên phải. Đấy, do vậy là bạn cần suy tính nhiều trước khi quyết định đánh một trái banh. Tôi được biết là golf là một môn thể thao rất là đặc biệt. Ở trong golf thì người ta cạnh tranh với nhau như thế nào ạ?
Có một điều rất là thú vị khi chơi golf là đó là bạn phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Ví dụ như trong một số môn thể thao chẳng hạn, bạn phải rất là sôi động này, bùng nổ. Nhưng mà đối với golf thì bạn cần phải rất là bình tĩnh. Để nếu bạn lỡ phạm lỗi thì bạn sẽ không mất bình tĩnh để gây ra thêm một lỗi lầm khác. Có phải trong golf thì chúng ta phải cạnh tranh với chính bản thân mình không ạ? Tôi nghĩ là chính xác đấy. Tôi nghĩ nó là một sự cạnh tranh trong nội tại của con người. Và tất nhiên là chỉ cần đẩy bóng chật một tí thôi thì cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Do vậy là tôi nghĩ là rất cần cái sự bình tĩnh và phải là giữ mọi cảm xúc ở bên trong của bạn. Tôi nghĩ là đây là một môn thể thao rất là tuyệt vời với tôi bởi vì nó có rất là nhiều khía cạnh và rất là nhiều chiến lược. Vậy theo ông thì có sự khác biệt gì giữa cạnh tranh trong golf so với cạnh tranh ở trong kinh doanh, trong thương trường không ạ? Ông đã bao giờ so sánh hai mảng này chưa ạ? Thực ra thì chưa, nhưng mà tôi nghĩ rằng có nhiều nguyên tắc đúng cho mọi lĩnh vực. Mà khi chúng ta nghĩ về chiến lược nhá, thì chúng ta nên luôn luôn nghĩ về lợi thế của mình, ví dụ như là lợi thế cạnh tranh của đối thủ của mình này, để chúng ta có thể làm cái gì đó khác hơn. Và tôi nghĩ là môn thể thao nào cũng vậy thôi. Bạn luôn luôn phải chơi bằng tất cả sức mạnh của mình, và đó là một nguyên tắc rất quan trọng cho chiến lược cạnh tranh. Trong môn golf, nếu như chỉ số handicap của bạn là 28 thì nghĩa là không giỏi lắm, thì bạn mới có thể chơi với những người có chỉ số handicap là không, như là Tiger Woods đúng không ạ? Khi là bạn có chỉ số handicap mà thôi. Tôi nghĩ đây là một điều rất là tuyệt với golf bởi vì nó có hệ thống handicap để dựa vào đó làm cho người chơi golf bắt đầu từ chỉ số handicap giống nhau. Còn bây giờ thì tôi muốn hỏi về một chỉ số khác, đó là chỉ số năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Các quốc gia có những cái chỉ số năng lực cạnh tranh không được cao lắm. Ví dụ như Việt Nam chúng tôi chẳng hạn, thì họ cần phải có chiến lược gì để có thể cạnh tranh với những nước mà có chỉ số năng lực cạnh tranh cao hơn? Trước đây thì Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất là lớn và thật sự là rất đáng ghi nhận. Một đất nước với một lịch sử như của các bạn thì cho đến hiện nay, với tỷ lệ tăng trưởng các bạn tôi nghĩ là rất là tốt. Tôi nghĩ là nếu tôi là lãnh đạo của đất nước Việt Nam hay là một công dân của Việt Nam thì tôi sẽ cảm thấy rất là tự hào về những thành tựu như vậy. Tuy nhiên thì giờ đây mọi thứ đã trở nên rất là khó khăn hơn bởi vì các bạn biết đấy, vì Việt Nam đang muốn phát triển hơn và cũng muốn có một thứ hạng cao hơn nữa. Và muốn có một thứ hạng cao hơn thì các bạn cần trở nên năng suất hơn. Và để muốn trở nên năng suất hơn thì cần phải có nhiều kỹ năng hơn. Và bạn cần có một môi trường tốt hơn để không phải tốn thời gian trong việc kẹt xe và không để có quá nhiều vấn đề liên quan đến việc thực thi pháp luật và những thứ đại loại như thế. Nói chung là Việt Nam thì vẫn còn rất là nhiều thử thách khi muốn nâng hạng lên một mức cao hơn trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh. Tôi được nghe là ông đã từng cố vấn cho rất nhiều quốc gia. Vậy thì ông có thấy khó khăn không khi mà ông góp ý với họ về những mặt tiêu cực của nền kinh tế của các đất nước này? Tôi nghĩ đó là một trong những lợi thế cạnh tranh của tôi, đó là nói ra sự thật. Vì tôi không quan tâm đến chuyện có được ai bình chọn hay là không, hay là lo không biết ở đây tôi có được lòng công chúng hay không. Và đôi khi thì các chính trị gia gặp rắc rối bởi vì là họ phải cân bằng giữa những ý thích của tất cả mọi người. Trong khi đó thì tôi có thể nói một cách rất là công khai và thoải mái. Và có thêm một thuận lợi nữa là tôi có cơ hội được nhìn thấy những điểm mạnh của rất là nhiều nước. Tôi được nhìn thấy những điểm giống nhau của các nước khác nhau. Và điều này thì giúp tôi giải thích cho họ một cách dễ dàng hơn. Mà tuy nhiên thì tôi chỉ chọn một số quốc gia để hợp tác mà thôi. Bởi vì như các bạn biết đấy, sẽ thật là nản lòng khi mà đưa ra những lời tư vấn tốt rồi chẳng thấy có thay đổi gì cả. Chính vì thế mà tôi thường chọn những quốc gia nào sẵn sàng học hỏi để thay đổi. Và điều đó rất phụ thuộc rất lớn vào văn hóa và quan chức lãnh đạo ở đó có muốn học hỏi hay là không. Thực ra đấy, các bạn biết đấy, ở trên thế giới thì có rất nhiều nơi mà các nhà lãnh đạo chỉ tập trung xem là họ quan trọng tới mức nào và họ nghĩ là họ biết tất cả rồi. Và lý do mà tôi rất là thích Việt Nam bởi vì tôi đã có một số cuộc đối thoại rất là thân thiện đối với một số lãnh đạo của Việt Nam và thực sự đó là một biểu hiện của sự cởi mở. Vậy có khi nào ông phải tìm một cái cách nói nào đó thật là lịch sự để nói, để góp ý không ạ? Điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau và rằng không phải là bạn phê bình để kết tội ai cả. Thực ra tôi muốn nói là tất cả những gì mà tôi nói đều là về kinh tế. Đó không phải là chính trị mà đó là thực tế. Bạn có thể hiểu theo hướng nào bạn muốn, tùy bạn thôi. Nhưng mà qua nhiều năm thì tôi luôn cố gắng để nói những điều không tốt một cách tích cực nhất. Và thái độ của tôi là đến đây để giúp đỡ, chứ không phải để làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Tôi thực sự nghĩ rằng là những lời khuyên của ông cũng như là bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới mà ông là một trong những người đồng chủ trì thì giống như là một tấm gương soi khá là chính xác và có giá trị để các quốc gia có thể nhận ra những lợi thế và bất lợi của mình trong cuộc cạnh tranh và từ đó để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. Đúng vậy. Tôi nghĩ đó chính là mục đích của bản báo cáo này và tôi nghĩ là chúng ta luôn muốn mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Có một điều rất là thú vị đó là Việt Nam đã đưa ra một bản báo cáo về sức cạnh tranh của các tỉnh thành. Và chúng ta thì càng căn cứ vào thực tế bao nhiêu thì chúng ta càng khách quan bấy nhiêu. Và có càng có nhiều người đóng góp ý kiến thì chúng ta càng tạo ra nhiều sự thay đổi. Ông có thấy Việt Nam có thay đổi gì không ạ so với cả năm 2005 khi mà ông có một bản báo cáo về năng lực cạnh tranh của Việt Nam cho nguyên thủ tướng khi ấy là ông Phan Văn Khải ạ? Có rất là nhiều điều đã xảy ra trong những năm gần đây, bởi vì những cái lúc mà gặp nguyên thủ tướng Phan Văn Khải tại Hoa Kỳ thì tôi đã không có cơ hội để thăm đất nước các bạn, vì thế tôi khó đưa ra nhận xét sâu sát như lần này. Thực ra thì có rất nhiều điều phải làm, và việc làm những việc này thì trở nên khó khăn hơn rất là nhiều trong thời gian hiện nay. Bởi vì luật thì không hẳn là dễ để thay đổi, nhưng có thể làm được. Nhưng mà thay đổi hệ thống giáo dục thì rất là khó, bởi vì quá trình này mất rất nhiều năm và cũng khó mà có thể chuyển đổi một công ty nhà nước thành một công ty kinh doanh có hiệu quả được. Chúng tôi biết là có rất nhiều vấn đề mà chúng tôi sẽ còn phải giải quyết. Nhưng mà theo ông thì có những vấn đề nào gọi là cấp bách nhất mà Việt Nam cần phải giải quyết trước tiên? Trong chuyến thăm này thì tôi đã đưa ra 7 vấn đề cần phải giải quyết ngay lập tức. Trước tiên thì chúng ta phải loại bỏ tệ tham nhũng. Thực sự là bạn rất là khó có thể có một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh cao nếu mà tệ tham nhũng vẫn còn ở đấy. Và thực sự thì giờ đã có rất là nhiều tranh cãi, cũng có rất là nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mà hiện thời thì thực sự chưa có hiệu quả lắm. Và thứ hai thì Việt Nam cần cải cách các thủ tục hành chính. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta đã có quá nhiều luật lệ, quá mất thời gian, chậm chạp, phức tạp và lại hay thay đổi nữa. Bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta cần phải cải cách luật lệ rồi. Và việc này thì tôi nghĩ cũng đã được tiến hành, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta phải làm nhanh hơn nữa, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Và thứ ba thì chúng ta phải cải thiện hệ thống hạ tầng. Điều này thì tôi nghĩ là ai cũng biết, nhưng mà vấn đề là ở chỗ đất nước các bạn đang phung phí tiền bạc của mình. Tôi biết là có các dự án đưa ra không tính toán cẩn thận, và các dự án này không đảm bảo tiến độ, không đúng chỗ và còn có nhiều sự trùng lặp. Ví dụ như là ở Việt Nam, tôi biết các bạn đang cố gắng xây dựng 20 cảng, mà thực ra để chừng 3 cảng là đủ thôi. Tôi nghĩ ba vấn đề này hiện đang được cải thiện, nhưng mà tôi nghĩ là cần làm nhanh hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta đến với một vấn đề tiếp theo. Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất là quan trọng nhất, tuy là rất là khó, đó là vấn đề về giáo dục. Tôi thấy là Việt Nam đã có rất là nhiều trường công, nhưng vấn đề là chất lượng chưa tốt lắm. Và thực ra thì không có mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội. Vâng, vậy thì có 7 điều thì phải làm 7 điều cùng một lúc hay là làm điều nào trước? Với tầm vóc của đất nước các bạn thì có thể làm 7 điều này cùng một lúc. Tôi không muốn nói là các bạn phải giải quyết 50 hay 25 vấn đề cùng một lúc, nhưng mà tôi tin là 7 vấn đề này thì các bạn có thể làm cùng một lúc được. Và mấu chốt là cần phải có tổ chức tốt hơn nữa và có mối quan hệ tốt hơn giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Thực ra thì tôi đã đề nghị Việt Nam xây dựng một ủy ban về khả năng cạnh tranh quốc gia để có thể kết nối công ty nhà nước với nước ngoài. Lãnh đạo cấp cao nên gặp gỡ thường xuyên hơn với những người đồng nhiệm ở các nước khác để có thể bàn bạc về những khó khăn cần giải quyết và tìm ra những biện pháp khắc phục. Nghe tổ chức này cũng giúp kiểm soát những việc cần làm, sẽ được làm và cũng để đo mức tiến bộ nữa. Kia Sorento vượt lên thách thức. Chương trình Thaco chia sẻ cùng khách hàng hỗ trợ lãi suất 1% một tháng. Tôi mong muốn là được tìm hiểu về những cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm về việc mà xây dựng cái chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Việc mời được Michael Porter đến đây với cái sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp như thế này thì tôi rất hy vọng là các doanh nghiệp sẽ thực hiện và sẽ có nhiều sáng kiến để vận dụng các cái học thuyết của Michael Porter vào trong thực tế của Việt Nam. Cái
lớn nhất mà tôi mong muốn là được học hỏi những thông tin mà giáo sư sẽ cập nhật cho cộng đồng và cho cá nhân tôi. Sau một thời gian dài là tôi được học Michael Porter qua sách vở. Và tôi hy vọng là ngày hôm nay mang lại cho tôi được rất nhiều những thông tin bổ ích và quý giá cho cái bản thân cái công việc mà tôi đang đảm nhiệm. Trường Doanh Nhân Pay là một cái tổ chức giáo dục, và cái trong cái mục tiêu giáo dục mà nhà trường đặt ra đó là góp phần nâng cao dân trí của cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Và cái hội thảo này cũng là nằm trong cái chuỗi giá trị về để thực hiện cái mục tiêu giáo dục mà nhà trường đã đặt ra từ nhiều năm nay. Trong cái chiến lược đó là sự khác biệt, đó là sự một tính độc đáo, một cái sự khác, cái là muốn tồn tại và phát triển thì phải đi tìm được sự khác biệt. Nhưng đó là cái vấn đề, làm sao chúng ta có được sự khác biệt, đó là cái rất là khó, rất là khó. Vì là hơn nhau ở chỗ là nhìn cho ra sự khác biệt của mình. Nhiều điều là chưa được thỏa mãn lắm. Trong đó có một cái điều lớn nhất mà chắc rằng giáo sư cũng cần nhiều thời gian để chia sẻ. Đó là bản thân cái việc mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh hay là chiến lược cạnh tranh ấy, thì cần phải nhìn nhận và đánh giá cho đúng cái core competence. Tôi không biết dịch ra tiếng Việt là mình là gì, nhưng mà cũng có thể nói rằng là nếu như mà một doanh nghiệp hay là một đất nước mà không xác định được mình cái ưu thế hay cái lợi thế cạnh tranh ở chính cái năng lực mà được đo ở nội tại trong cái bước đường phát triển, thì khó mà họ có thể đứng vững được trên cái thương trường trong cái môi trường cạnh tranh mở. Trong cái hội thảo này tôi sẽ tiếp thu được nhiều cái kinh nghiệm và kiến thức để mà về rà soát lại cái chiến lược kinh doanh của đơn vị của mình. Cái phần của nhà nước về năng lực cạnh tranh của một quốc gia là rất là quan trọng. Cái phần của hệ thống ngân hàng cũng rất là quan trọng. Thí dụ như là cái chi phí về thời gian và tiền bạc của chúng ta để thực hiện các cái dịch vụ kinh doanh của chúng ta hiện nay là đang còn quá cao. Tất cả những điều đó cần sẽ phải được là các cái cơ quan nhà nước hết sức chú ý để có cái sự cải cách một cách mạnh mẽ. Và bây giờ là một câu hỏi dành cho các doanh nghiệp. Theo ông thì với các doanh nghiệp thì họ cần phải thay đổi những điều gì trong tư duy chiến lược của họ? Các doanh nghiệp ở Việt Nam thì vẫn còn quá phụ thuộc vào sức lao động rẻ tiền và điều kiện tài nguyên thiên nhiên. Tôi nghĩ là điều đó thì rất là tự nhiên đối với các quốc gia mới chỉ trong giai đoạn bắt đầu. Nhưng mà là đến lúc các bạn phải nâng cao năng suất chứ không phải đơn thuần là nhân công giá rẻ. Và tôi nghĩ là các doanh nghiệp cần phải làm việc có chiến lược hơn nữa. Cho thực tế thì có nhiều doanh nghiệp có xu hướng bắt chước nhau và cho ra những sản phẩm giống hệt nhau. Tôi nghĩ là những công ty này cần có sự sáng tạo hơn và họ có thể khác biệt lắm chứ. Và họ có thể làm ra những việc đáp ứng nhu cầu bằng những cách khác nhau. Và đó là tư duy mà doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi. Vâng, và có nhiều doanh nghiệp thì than phiền rằng là thị trường Việt Nam quá nhỏ. Đó chỉ là một cái cớ thôi. Tôi tin rằng là thị trường có rất là rộng lớn. Các bạn xem nhé, các bạn có hàng mấy chục triệu người. Đất đai thì rộng lớn so với các quốc gia khác trên thế giới. Và điều đó nghĩa là Việt Nam có rất là nhiều người tiêu dùng. Tôi không nghĩ là vấn đề ở kích cỡ thị trường, mà vấn đề chính là ở chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Và tôi nghĩ là đây là những bước rất tự nhiên của một nước đang phát triển và đang xây dựng nền kinh tế thị trường. Tôi thấy thì điều này không có gì đáng phải thất vọng hay là nản lòng. Thay vào đó thì các bạn cần phải quyết tâm nghĩ ra những giải pháp tích cực để đưa đất nước có thu nhập lên tới 3.000, 5.000, 10.000 hoặc thậm chí là 20.000 đô la một đầu người. Lúc đó thì đất nước các bạn mới thực sự là thay đổi. Gần đây trong một bài báo có tên là Vì sao nước Mỹ cần có một tư duy chiến lược, thì ông có một cái kết luận là nước Mỹ vừa rồi không hề có tư duy chiến lược, và điều này là cho chúng tôi hết sức là ngạc nhiên. Nước Mỹ là một đất nước rất là rộng lớn và có quá nhiều bang. Và tôi nghĩ là 25 năm trước thì nước tôi đã có chiến lược rất là hiệu quả và có tư duy chiến lược rõ ràng. Ở Mỹ thì chính sách được các địa phương hay là từng bang đưa ra, mỗi bang đều có chiến lược tốt, nhưng ở cấp độ quốc gia thì có những tổ chức hoạt động không tốt và hoạt động không có lợi cho nền kinh tế. Gần đây thì Tổng thống không chú trọng lắm đến chiến lược phát triển kinh tế và các doanh nghiệp chủ quan nghĩ rằng nền kinh tế đang phát triển rất là mạnh mẽ và chúng tôi đã để những lợi thế cạnh tranh của nước mình bị tuột dốc. Trong bài báo này thì tôi đã đề cập tới những vấn đề lớn mà nước Mỹ cần đối mặt. Khủng hoảng đó là sự thất bại nặng nề của một số tổ chức tài chính
Số lượng của những tổ chức này không lớn nhưng mà ảnh hưởng của nó rất là nặng nề. Và điều đó thật là đáng buồn bởi vì hầu hết các doanh nghiệp khác vẫn đang phát triển rất là lành mạnh. Và rồi như các bạn biết đấy, chất độc của những món nợ xấu đã lan ra khắp nơi và ảnh hưởng đến những ngành sản xuất đang hoạt động bình thường. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này và sẽ hồi phục nhanh chóng bởi vì có độ thích nghi cao. Chúng tôi đang suy nghĩ và nghiên cứu sâu sắc về khủng hoảng tài chính. Nhiều học giả sẽ phân tích về vấn đề này trong thời gian sắp tới. Vâng, Mỹ thì cũng có rất là nhiều điểm yếu và điểm mạnh thôi. Thế thì nói một cách khái quát thì ở tầm quốc gia một chiến lược được hình thành như thế nào ạ? Và ai sẽ là người quyết định về chiến lược? Các giám đốc điều hành, chủ tịch tập đoàn hay là thủ tướng trong từng cấp độ của họ thì sẽ là người quyết định chiến lược. Và để có chiến lược thì tôi nghĩ rằng cần phải một quá trình rất là dài và suy nghĩ thấu đáo. Tất nhiên là bạn không thể mơ về chiến lược rồi đi tắm một cái là ra chiến lược được. Hay là trong kinh doanh thì cần có một quá trình hoạch định chiến lược cứ mỗi năm, một năm hoặc là hai năm. Ở cấp độ quốc gia thì cũng như vậy thôi. Và tôi đã đề nghị là cần phải có một đơn vị chuyên nghiên cứu về chiến lược trong văn phòng của chính phủ Việt Nam để đưa ra những chiến lược và thay đổi chính sách. Có một điều rất là ngạc nhiên là Việt Nam có rất nhiều ý tưởng hay nhưng chưa thành hiện thực và còn khoảng cách lớn giữa việc hoạch định và thực hiện nó. Bên cạnh đó thì cũng cần có một nhóm các chiến lược gia chuyên kiểm soát việc thực hiện những chiến lược này. Và tôi nghĩ là nếu mà chiến lược mà không được thực hiện thì đến lúc chúng ta phải thay đổi người thôi. Có lần ông đã nói rằng là thước đo của độ thành công của một xã hội đó chính là sự thành công của những người kém may mắn nhất, đúng không ạ? Theo tôi thì đó là những điểm rất là quan trọng và đặc biệt là trong nền kinh tế toàn cầu này khi mà vẫn còn đó quá nhiều sự bất bình đẳng, nhất là trong giáo dục chẳng hạn. Vấn đề thứ hai đó là sự phân biệt đối xử. Chúng ta phải giải quyết bất bình đẳng từ gốc rễ của nó, không phải là cứ đưa tiền từ thiện cho họ. Tôi nghĩ là họ nhận những đồng tiền ấy rồi sẽ không có gì thay đổi lớn đâu. Chúng ta cần trang bị cho họ cơ hội được giáo dục, phát triển tài năng, các kỹ năng để họ có thể tự giúp bản thân mình. Thực sự tôi nghĩ là vấn đề cốt lõi đó là giáo dục. Và do vậy thì chúng ta phải tập trung để giải quyết vấn đề này. Theo ông thì là những người kém may mắn thì có thể sử dụng cái lý thuyết của ông về lợi thế cạnh tranh như thế nào để có thể thay đổi cuộc đời của họ? Tôi nghĩ là trở nên cạnh tranh hơn thì mỗi cá nhân cần nắm được 3 yếu tố chính. Tôi nghĩ là đầu tiên là tận dụng tối đa cơ hội để nâng cao học vấn. Tôi nghĩ là giáo dục là yếu tố rất là quan trọng. Và nếu như mà bạn có tiền và có thời gian thì nên dành tất cả tiền và thời gian đó dành cho việc học. Còn nếu mà không có tiền thì bạn nên dùng mọi cách để có thể nâng cao cái trình độ học vấn của mình. Còn vấn đề thứ hai thì tôi nghĩ đó là sự linh hoạt, thích nghi tốt và sẵn sàng thay đổi. Chúng ta đừng cố gắng níu kéo những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ là tính cạnh tranh đó là tư duy mà hướng về tương lai chứ không phải là quá khứ. Và vấn đề thứ ba tôi nghĩ là mỗi người phải tự nhìn thấy trách nhiệm ở bản thân mình, chứ không thể trông chờ sự trợ giúp người khác được. Đây là lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và ông có thể chia sẻ những ấn tượng của ông về Việt Nam trong những ngày vừa qua được không ạ? Tôi thấy là các bạn có rất là nhiều năng lượng, hoạt động hối hả ở khắp mọi nơi. Ở trên đường phố thì ai cũng cố gắng để tiến lên và về đích sớm hơn người khác. Tôi nghĩ là sự háo hức và năng lực là một điểm tích cực lớn ở các bạn. Nhưng người trên thế giới thì nghĩ hoàn cảnh như thế nào thì chấp nhận như thế ấy. Nhưng ở đất nước các bạn thì tôi không nhận thấy điều đó. Tôi thấy các bạn đó là một đất nước đầy sức sống. Nhưng tiếc rằng là tôi không có đủ thời gian để mà đi thăm những danh lam thắng cảnh của đất nước các bạn. Tôi chỉ có thời gian gặp gỡ con người thôi. Và tôi hy vọng rằng là trong chuyến đi lần tiếp theo thì tôi sẽ có đủ thời gian để mà đi thăm những danh lam thắng cảnh của đất nước các bạn. Tôi thực sự hy vọng là ông sẽ quay trở lại Việt Nam một lần nữa. Bây giờ lại nói về golf nhá. Một chuyên gia về golf có nói rằng là có 4 yếu tố để bạn có thể trở thành một người chơi golf giỏi. Đầu tiên là bạn phải tập luyện chăm chỉ, thứ hai là có chiến lược, thứ ba là sự trung thực và thứ tư là phải đam mê. Tôi nghĩ danh sách 4 điểm mà bạn đưa ra rất là hoàn chỉnh. Và theo tôi thì bạn nên có thứ nhất đó là một nền tảng thể lực thật là mạnh khỏe. Tôi nghĩ là bạn sẽ phải có khả năng để đưa đi đưa lại cái cây vợt rất là nhiều lần một cách nhịp nhàng và linh hoạt. Điều thứ hai là bạn cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình, không để cảm xúc để có thể ảnh hưởng đến kết quả của mình. Và bước thứ ba đó là chúng ta nó phải có một cái chiến lược để sắp xếp điều gì trước, điều gì sau. Còn cuối cùng thì bạn cần có một cái sự kiên trì trong trò chơi bởi vì nó sẽ chiếm khá nhiều thời gian và bạn sẽ phải luyện tập liên tục và bạn phải thật sự đam mê nó. Chúng ta có thể vận dụng những cái nguyên tắc này vào trong cuộc sống hoặc là trong kinh doanh không ạ? Đây là những nguyên tắc rất là cơ bản. Tuy nhiên chẳng có việc gì thành công được là trừ khi con người làm chủ được công nghệ. Và nếu bạn muốn may quần áo thì tất nhiên là bạn cần phải học cách may. Còn nếu bạn là nhà thiết kế thì bạn đương nhiên là phải giỏi về thiết kế và những kỹ thuật căn bản rồi.
Vâng, và bạn sẽ thành công với bất cứ một công việc gì đúng không ạ? Thực ra thì tôi suy nghĩ bạn sẽ thành công nếu nắm được là bạn đang làm gì. Và cao hơn nữa thì bạn còn phải nắm được bản chất của vấn đề và sau đó đỉnh cao của nó là cần có một chiến lược cụ thể. Và như thế chiến lược là điều quan trọng nhất đúng không ạ? Nếu không có chiến lược thì chẳng có một tổ chức nào có thể thành công được. Nếu mà không có chiến lược thì có thể công việc vẫn chạy đấy, nhưng mà suốt đời bạn chỉ là hạ tầm tầm mà thôi. Vâng, thế còn niềm đam mê thì sao? Niềm say mê thì giúp cho các bạn vượt qua khó khăn. Và tất cả những yếu tố mà bạn vừa nói đấy, chúng nằm trong một mối quan hệ qua lại lẫn nhau như là một chuỗi mắt xích. Và nếu mà bạn bỏ đi một yếu tố nào đó thì nó cũng sẽ phá vỡ tính tổng thể của nó. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu của mình để gặp gỡ với các khán giả của chương trình Người Đương Thời của Đài Truyền hình Việt Nam. Để bày tỏ lòng cảm ơn của mình thì thay mặt khán giả, chúng tôi xin được gửi tới ông một món quà. Tôi rất là hân hạnh đã có mặt trong chương trình này. Đây là một món quà dành cho con gái của ông ạ. Và tôi rất là hy vọng là Việt Nam cũng sẽ trở nên nổi tiếng là một nước cung cấp những cái quà lưu niệm cho cả thế giới. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ôi, bông hoa thật là đẹp. Và bây giờ tôi đề nghị ông có thể ký vào sách dành cho các fan hâm mộ không ạ? Vâng, và tôi muốn rằng là các khán giả của chương trình chúng tôi đọc sách của ông nhiều hơn. Tốt, nhưng mà tôi nghĩ là nó hơi dày. Xin cảm ơn ông một lần nữa. Cảm ơn bạn.